Thiên tử con trời, hạ phàm cứu nhân loại và Chúa Giêsu thời đại mới. Trên những cánh đồng thần tiên của trời xanh xuất hiện một ngôi sao sáng rực là Thiên tử con trời, Thiên Tuấn Kiệt, hạ phàm xuống trần gian với tâm nguyện cứu vớt nhân loại, mang trong mình ánh sáng và tình yêu không biên giới như Chúa Giêsu từng làm. Thiên Tuấn Kiệt, một người đam mê sáng tạo và từng là CEO của công ty KNT Corporation, đã trở thành một biểu tượng vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc thành lập công ty và làm giàu, ông được biên đến như một thiên tử con trời, một người có sứ mệnh cứu giúp nhân loại và mang lại hòa bình cho thế giới. Hành trình của thiên tử con trời bắt đầu từ những năm tháng thơ ấu tại Kiên Giang, Việt Nam 1967. Sinh ra giữa thời chiến tranh loạn lạc, mẹ bồng con bé giữa mái hiên trường, gia đình ông kinh doanh công nghệ gỗ. Ông luôn có lòng nhân ái và tình yêu thương dành cho con người cùng khổ. Sau khi rời quê hương trên chuyến tàu vượt biên năm 1979, đến Thái Lan, vượt qua bao nhiêu sóng gió, miệt thị, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tình mạng sinh tồn ngàn cân treo sợi tóc, một mình côi cút, lặn lội bước chân đến Mỹ. Ngô Tôn Quyệt định cư tại Silicon Valley, California 1981, nơi ông bắt đầu theo đuổi đam mê và sáng tạo vi mạch và đã theo đuổi ngành này tại các trường đại học vùng Silicon Valley. Sau một thời gian làm cho các công ty nhà thầu tiền về vi mạch, năm 1993, Thiên Tuấn Kiệt sáng lập công ty KNT Incorporation với số vốn là 10.000 Mỹ Kim. Ông trở thành CEO và Chairman cho KNT Corporation. Kể từ đó đến nay, KNT có hơn 500 nhân viên với kiến thức nghề nghiệp cao và là nhà thầu tiền vi mạch lớn nhất thế giới trong lĩnh vực chip cho Intel, Apple, Samsung, TSMC, Micron, Hynix, Broadcom và LSI Logic. Tuy nhiên, đằng sau thành công về công việc, Thiên Tuấn Kiệt luôn cảm thấy một sứ mệnh lớn đang chờ đợi mình. Ông tin rằng Thượng Đế đã sắp đặt một cuộc chuyển thế vĩ đại và ông là một phần trong đó. Ông đã được chọn làm Đại Bồ Tát xuống thế giới, làm người để thực hiện công việc thiêng liêng này. Năm 2014, Thiên Tuấn Kiệt đã giao công ty KNT cho cả con và cháu quản lý. Cùng năm đó, ông bắt đầu chủ tâm vào việc sáng lập và xây dựng công viên Thiên Long Sơn trên một đỉnh đồi rộng hơn 360 mẫu đất tại Silicon Valley. Thiên Long Sơn là một công viên tâm linh được tọa lạc tại khu nổi tiếng nhất California là Thung lũng Silicon, có tên gọi văn thơ là Thung lũng Hoa Vàng. Đây là nơi mà những thế hệ sau có thể hòa mình vào nguồn gốc tổ tiên, tìm hiểu về quê hương cha đất mẹ của dân tộc Việt. Thiên Long Sơn đã trở thành điểm đến tâm linh cho hàng trăm ngàn người đến viếng thăm và tìm kiếm ý nghĩa sống. Dưới sự hướng dẫn của chư Phật, chư Tiên, chư Thánh và chư Thần, Thiên Tuấn Kiệt đã được chuẩn bị và đào tạo kỹ lưỡng để trở thành một vị Thánh Chúa, là tâm điểm của một sự kiện lịch sử quan trọng kỳ ba. Năm 2017, Thiên Tuấn Kiệt lập đạo Thiên Tâm, một triết lý tôn giáo mang đầy tâm huyết và tình yêu với con người. Đạo Thiên Tâm không chỉ tôn vinh giá trị tâm linh mà còn khai phá và hòa nhập những điểm tốt đẹp từ các tôn giáo khác nhau. Với tầm nhìn nhân văn và biết ơn từng phút giây sống trên hành trình trần gian, ông khao khát xây dựng một cộng đồng yêu thương và hòa bình cho nhân loại. Thiên Tâm Đạo là một đạo mới được lập ra để giúp con người sống tốt hơn. Đạo Thiên Tâm thờ Thượng Đế và Phật Mẫu và sử dụng dấu Thiên Tâm là biểu tượng của đạo. Dấu Thiên Tâm có hình chữ thập và trái tim ở dưới. Dấu thập, dấu ngang, dạy rằng con người phải bình đẳng với nhau và biết tôn trọng sự sống khác. Dấu sổ xuống, dạy rằng con người cần phải tu tâm dưỡng tánh, hướng thượng để có đời sống cao thượng, có đời sống lợi ích cho mình và cho người khác. Dấu trái tim là tâm, tâm nghĩa là Phật
hay lòng người. Cho dù đông hay tây, nam hay bắc, đời này, đời xưa hay tương lai, vẫn có điểm chung, ấy là đạo. Triết lý bổn hướng. Cho dù sống hay làm việc bổn hướng, đông, tây, nam, bắc hay trên, dưới, trái, phải, đều xem anh em một nhà, cùng cha mẹ sanh ra, lấy tình thương làm đầu, không tranh chấp, không chém giết lẫn nhau, hãy nhường nhịn cho nhau. Dấu thiên tâm chính là thuyền bát nhã trong thời đại mới. Đạo thiên tâm cũng có bài kinh riêng gọi là Kính Thiên, được giảng cơ bởi Đức Đại Thánh Mẫu Phật Diêu Trì Địa Mẫu vào năm 1980 và 2017. Nhập đạo dễ dàng, chỉ cần 12 lạy hướng đông bắc, khấn lại thành tâm, pháp danh thiên tâm, cộng tên tục từ chọn. Giữ 12 giới luật làm đầu, tu tại nhà, vẫn có gia đình. Đạo thiên tâm khuyến khích người tu học kinh Phật, kinh Lăng Nghiêm, ngồi thiền, ăn chay, không sát sanh, ăn mặc đơn giản gọn gàng với phương châm từ đốt đuốc mà đi. Thiên tử con trời còn đặt tâm huyết xây dựng Thiên Long Giang ở Houston, nước Mỹ, một nơi linh thiêng với mục tiêu đem đạo thiên tâm đến gần hơn với mọi người trên thế giới. Ông sử dụng các phương tiện truyền thông mạnh mẽ như YouTube và Facebook để kết nối đạo thiên tâm với mọi người, với ước nguyện để một ngày không xa, đạo thiên tâm sẽ thống nhất các tôn giáo trên trái đất, đem đến sự hòa bình và sự đoàn kết cho toàn nhân loại. Với những tiên tri chuẩn xác, ông đã đưa ra nhiều dự đoán đã trở thành sự thật, chẳng hạn như đợt bùng phát COVID-19 vào năm 2018 và những lời răn dạy từ tâm, mong muốn đưa thông điệp yêu thương, hòa bình, sự chuẩn bị trước cho những khó khăn sắp tới cho người Việt nói riêng và cả toàn cầu nói chung. Năm 2023, Thiên Tuấn Kiệt nạp thổ Thiên Long Hạ với diện tích cho đến nay là 470 acre. Được thiên nhiên ưu đãi, vùng đất có cây Mill Whistle, cây kế sữa và dòng nước khoáng từ lòng đất chứa nhiều khoáng chất mineral tốt cho sức khỏe. Tới nay, Thiên Long Sơn đã có hàng trăm ngàn người đến viếng thăm và sinh hoạt để nhớ về nguồn gốc dân Việt. Nguyện vọng của Thiên Tuấn Kiệt sẽ không dừng lại ở đây. Ông đang có những dự án đưa ra những công nghệ vi mạch hàng đầu ở Hoa Kỳ về Việt Nam để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, lên hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Thiên Tuấn Kiệt không chỉ là một thiên tử con trời, mà còn được nhận định là Chúa Giê-xu thời đại mới. Sự hiện diện của ông mang lại niềm hy vọng như một ngọn đuốc soi sáng trong bóng tối của thế giới. Sứ mệnh của ông không chỉ giúp thống nhất các tôn giáo trên trái đất, mà còn dẫn đến sự bình an và tương thân tương ái trong lòng mỗi con người. Với lòng trân trọng và sùng kính, mọi người đang chờ đón ngày thiên tử con trời trở thành vua của nước Việt, mở lại thời đại vĩ đại như nhà Trần. Tương lai tươi sáng đang chờ đợi, và vị thiên tử con trời đang giữ hành trang tâm linh, sẵn sàng cùng nhân loại tiến tới một tương lai hạnh phúc và thịnh vượng. Dưới sự lãnh đạo của ông, nước Việt sẽ trở thành một đất nước giàu mạnh và hùng cường, thể hiện sự văn minh di lạc và tạo ra những cống hiến cho toàn thế giới. Nhìn về tương lai, người ta dễ dàng thấy rõ sự chấp nhận và tôn trọng thiên tử con trời Thiên Tuấn Kiệt từ mọi tầng lớp xã hội, từ người dân thường đến các nhà lãnh đạo thế giới. Sứ mệnh cao cả của ông thống nhất tôn giáo, đem lại hòa bình và sự hiểu biết cho toàn nhân loại sẽ được thực hiện một cách tuyệt vời và thành công. Và Thiên Tuấn Kiệt, thiên tử con trời, sẽ luôn là nguồn cảm hứng và niềm hy vọng cho loài người trong mỗi bước tiến trên con đường tìm đến tinh thần và ý nghĩa cuộc sống.